Kính thưa anh chị em, có ai trong anh chị em không khổ không? Bây giờ ai là người than khổ nhiều nhất bây giờ đây thằng này? Ai cũng khổ hết, chẳng ai sướng đâu. Anh chị em bảo đi tu như các cha sướng, có sướng thật không? Nhưng mà chúng ta hỏi tiếp, vậy thì ta làm sao mà khổ? Cái khổ ở đâu mà có? Rất nhiều người có khi trả lời ngay, tại con nghèo quá, không có tiền. Tại con bệnh tật, không có tiền, vân vân. Tại vì không có tiền, cho nên là nó sinh ra nghèo đói, sinh ra đủ mọi chuyện nên là khổ. Thưa anh chị em, đau khổ đó là một cái thực tế trong đời sống của chúng ta. Vậy thì chúng ta giải thích tại làm sao mà có cái sự đau khổ đấy. Có nhiều người đưa ra những cái câu giải đáp nó rất là dễ. Những cái đau khổ là bởi vì cái kinh tế chưa phát triển. Vậy thì bây giờ làm sao cho mọi người được no cơm ấm áo đó. Tổ chức xã hội cho nó tốt hơn. Và khi có một tổ chức xã hội tốt, có những cơ quan từ thiện tổ chức công an việc làm, rồi mọi người có phương tiện, có tiền bạc thì hết khổ. Đó là câu giải đáp đứng trên bình diện xã hội kinh tế. Và nhiều người nghĩ như thế, nghĩ như thế cho nên cũng loại trừ tôn giáo luôn, không cần tôn giáo mới là cái phát triển về kinh tế. Rồi cũng có những người cho rằng đau khổ là bắt nguồn từ cái sự trục trặc trong tâm lý của mình, ứng xử với nhau không tốt, chưa biết làm chủ những cái cảm xúc của mình cho nên sinh ra khổ. Và quả thật như ở bên Mỹ, anh chị em thấy là có nhiều cái trung tâm tư vấn tâm lý lắm để giúp cho người ta hết khổ. Đúng là chúng ta phải có công ăn việc làm, đúng là chúng ta phải có tiền có bạc, đúng là chúng ta phải chữa trị tâm lý. Nhưng thưa anh chị em, tất cả những cái giải pháp ấy chẳng qua cũng chỉ là giải pháp hời hợt ở bên ngoài thôi. Giống như khi chúng ta đau bụng rồi chúng ta xoa dầu nóng cho nó êm êm vậy thôi. Một giải pháp như thế không có tận căn được, một đau khổ vẫn còn thôi. Nó có thể ngưng lại một chút, sau đó lại xuất hiện. Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta khổ, và Chúa biết như thế, và Chúa thương chúng ta, Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi sự đau khổ. Nhưng mà Chúa không có thoa dầu nóng. Các bài đọc Kinh Thánh ngày nay cho chúng ta cái câu trả lời tận căn, tại làm sao mà chúng ta khổ. Thưa, đó là bởi vì tội. Tội lỗi là nguyên nhân sâu xa nhất của sự đau khổ trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em đang sống trong mùa vọng này, chúng ta hướng lòng về ngày Chúa đến, Chúa sẽ sinh ra làm người để cứu chúng ta khỏi tội. Mà khi cứu chúng ta khỏi tội thì đồng thời cũng là cứu chúng ta khỏi sự đau khổ. Bài đọc thứ nhất tức ở trong sách Sáng Thế Ký cho chúng ta cái câu trả lời đó. Bài đọc này là một cái bài giáo lý truy tầm cái căn nguyên của đau khổ và của tội lỗi. Tại làm sao chúng ta có tội rồi người này người kia có tội? Tội đó bắt nguồn từ đâu? Thưa, tội đó bắt nguồn trước hết từ ông Adam và bà Eva. Adam và Eva đã không vâng lệnh của Chúa, cho nên đã chuốc lấy cái họa vào thân cho mình. Rồi từ cái họa vào thân cho mình nên truyền lại cho con cái. Adam và Eva đã chống lại Thiên Chúa, đã tách rời khỏi cái nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Và vì thế cho nên tâm hồn của hai ông bà bị ô uế bởi tội lỗi. Hai ông bà có một cái tâm hồn yếu đuối, hai ông bà có một cái tâm hồn không có sự sống của Thiên Chúa. Cho nên giống như bố mẹ nhiễm một cái virus rất là độc hại, khi sinh con ra thì truyền lại cho con cái. Thì tương tự như thế, tội lỗi không phải là virus đâu, không phải là vi khuẩn đâu, nhưng mà tương tự như thế, hai ông bà sinh ra con cái và để lại cho con cái một cái bản tính loài người, một cái nhân tính yếu đuối mà thiếu sự sống của Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa. Và chúng ta thấy tội lỗi nó lan ra, tội người này, tội người kia, Eva phạm tội, rồi Adam lây nhiễm, đó,
bị gương xấu cũng phạm tội, có ông bà phạm tội rồi cho tới chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta ngày hôm nay sinh ra là trong cái tình trạng thiếu sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta không có phạm cái tội giống như Adam và bà Eva, nhưng mà chúng ta được sinh ra trong cái tình trạng chống lại Thiên Chúa, trong cái tình trạng thiếu sự sống của Thiên Chúa, và đó là tội tổ tông truyền. Mà nếu không có chữa trị cái tội tổ tông này, không có chữa trị tội lỗi, thì chúng ta làm sao có thể có được hạnh phúc. Chính vì thế thưa anh chị em, Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện ơn cứu độ của Ngài. Và để thực hiện ơn cứu độ thì làm sao? Chúa đã chọn một người mẹ để sinh ra đấng cứu thế. Và người mẹ này đã được Thiên Chúa gìn giữ để không mắc tội tổ tông truyền. Không có nghĩa là Đức Mẹ có tội rồi được Chúa tha, không phải, mà là Đức Mẹ không có tội. Trong kinh cầu Đức Bà, anh chị em đọc, Đức Bà chẳng đúng bậc ngơ, không đúng, là không có dính một tí nào hết, là không phải là dính vào đâu, nhưng mà không có đúng, không được một chút bậc ngơ nào trong tâm hồn của Đức Mẹ. Như là kinh thánh anh chị em vừa nghe, Thiên Thần chào mừng Đức Mẹ là người đầy ơn phúc, và Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ. Đó. Nhờ ơn của Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, Đức Mẹ đã được gìn giữ để không mắc tội tổ tông nó. Và nhờ một tâm hồn trong trắng thánh thiện đó, Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu, Đức Mẹ ban tặng Chúa Giêsu cho đời, ban tặng Chúa Giêsu đấng cứu thế cho chúng ta. Và khi Đức Mẹ có Chúa ở trong mình thì tất cả mọi công việc làm của Đức Mẹ nó sinh hoa trái một cách kỳ diệu lắm. Nhờ Đức Mẹ đã được cưu mang Chúa Giêsu, cho nên khi Đức Mẹ đến viếng thăm bà Isabel thì làm sao? Chúng ta thấy Đức Mẹ đâu có làm gì vĩ đại, Đức Mẹ đâu có nói cái gì lớn lao, Đức Mẹ chỉ đi thăm thôi, chỉ đi giúp việc thôi. Nhưng mà chính lúc đó ông Gioan Tẩy Giả được đầy tràn niềm vui ơn cứu độ và đã nhảy lên trong lòng bà Elizabeth. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, tức là chúng ta mừng cái sự chiến thắng của tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, và Thiên Chúa muốn cho chúng ta cũng được sống trong trắng để chúng ta đón nhận ơn cứu độ, và đồng thời chúng ta cũng đem ơn đó cho anh chị em chúng ta. Ta thấy tội lỗi ở trong thế giới của chúng ta ngày càng lan rộng ra. Chúng ta thường nói tới ma quỷ, thế gian, xác thịt, ba cái nguồn đưa chúng ta tới tội lỗi, tội của Adam và tội Eva. Nhưng mà trước hết có một cái khuôn mặt đứng đằng sau, đó là quỷ dữ, đó là con rắn. Đầu tiên là con rắn. Chúng ta đừng quên rằng trong thời đại của chúng ta hôm nay, quỷ hành động rất là mạnh mẽ và rất là khôn ngoan. Trong thế giới của chúng ta, Satan vẫn không ngừng làm việc, và làm việc cật lực hơn bao giờ hết để kéo chúng ta xa rời đường lối của Thiên Chúa. Nó đứng đằng sau, nó che mặt đi, nó giật dây, nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta thường mất cảnh giác vì quỷ dữ, vì Satan đứng đằng sau đó. Chúng ta phải có ơn Chúa rất là mạnh mẽ, cậy nhờ vào Chúa Thánh Thần để chúng ta chống lại quỷ dữ, chống lại Satan. Rồi thế gian, tội của thế gian, tội của cái môi sinh, của cái môi trường chúng đang sống này, càng ngày tội lỗi càng sản sinh ra, và tội lỗi được hợp pháp hóa, tội lỗi được cơ chế hóa. Tội phá thai, cái tội tham nhũng, những cái tội bóc lột người khác được pháp luật bảo vệ. Đó là cái tội thế gian, cái môi trường của chúng ta, cái xã hội của chúng ta, cái thế giới của chúng ta, nó cổ võ cho cái tội lỗi, nó ủng hộ cho cái tội lỗi. Mà chúng ta nếu không có ơn Chúa và không sự khôn ngoan, chúng ta cũng không thoát ra được. Rồi, tội của xác thịt. Xác thịt ở đây có nghĩa là tội của nơi mỗi người. Và đây chính là cái hậu quả của tội tổ tông. Anh chị em, mỗi người chúng ta đây đã được rửa tội rồi, chúng ta được tha thứ khỏi tội tổ tông rồi, nhưng cái hậu quả của nó là cái dục vọng của nó nơi mỗi người chúng ta vẫn còn đó, vẫn âm ỉ nằm đó. Và chính những cái khuynh hướng xấu
nó lôi kéo chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta phạm tội, ham tiền, ham bạc, ham khoái lạc xác thịt, ham địa vị, ham thống trị người khác, vân vân. Nó là những dục vọng chúng ta nghiêng chiều về sự xấu. Cái cây chúng ta mọc lên, cuộc đời chúng ta nó nghiêng về sự xấu rồi. Cho nên nó chưa phải là tội, nhưng mà nó nghiêng về sự xấu, nó có khuynh hướng theo sự xấu. Mà nếu không có ơn Chúa, chúng ta không thể đi ngay đường thẳng lối được. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta nhờ ơn Thánh Chúa, chúng ta chống lại tội lỗi từ Satan, từ thế gian và từ xác thịt, từ những dục vọng lệch lạc nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta sống thanh sạch trước hết cho chính mình, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng trở nên những người đầy Chúa, có Chúa trong mình, để chúng ta đem Chúa đến cho anh chị em chúng ta. Tất cả các anh các chị đây là những người làm việc tông đồ, chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Khi làm việc tông đồ, chúng ta cùng với Đức Mẹ lên đường đi thăm viếng anh chị em của mình, chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Làm sao để cái công việc tông đồ của anh chị em có kết quả? Đâu có phải là chúng ta chỉ đến rồi chúng ta nói, rồi chúng ta khuyên bảo mấy câu mà thành công được. Một cái lời nói của một người có Chúa trong mình thì nó có sức mạnh. Và chúng ta không cần làm gì hết, Chúa làm trong chúng ta. Anh chị em lên đường đi đến với tha nhân là anh chị em cùng với Đức Mẹ, nhưng mà có Chúa ở trong mình. Khi chúng ta sống sạch tội, khi chúng ta có đời sống nội tâm kết hợp với Chúa, chúng ta đầy Chúa trong mình, thì chúng ta sẽ đem lại nhiều cái hiệu quả tông đồ cho đời sống của hội thánh, cho các giáo xứ và cho các gia đình. Còn nếu chúng ta đi làm việc tông đồ mà chúng ta làm theo những cái dục vọng riêng của chúng ta làm vì những động lực không có tốt, chúng ta đi làm việc tông đồ mà chúng ta có mang đầy tội lỗi ở trong mình, thì chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì hết. Đó là điều mà chúng ta có thể học được từ nơi Đức Mẹ. Chúng ta xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta điều đấy, mà để chúng ta có một cái tâm hồn trong sạch như Đức Mẹ, đầy Chúa như Đức Mẹ, thì thứ nhất chúng ta giữ mình sạch tội, và thứ hai chúng ta làm việc với tâm hồn yêu mến, có đời sống nội tâm luôn luôn kết hợp với Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta nhìn ngắm gương của Đức Mẹ, và hôm nay Thiên Chúa xin Chúa thực hiện nơi chúng ta những điều kỳ diệu như đã thực hiện nơi Đức Mẹ. Chắc chắn là anh chị em mỗi người chúng ta đầy tội lỗi rồi, nhưng chúng ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa, được ơn tha thứ của Chúa, và chúng ta luôn luôn sống trong cái tình yêu, yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em của mình. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta muôn ơn lành, cho chúng ta sự bình an, cho chúng ta một tâm hồn đầy Chúa, và cho chúng ta lòng nhiệt thành để chúng ta cùng với Đức Mẹ lên đường đem tha nhân về với Chúa. Amen.